Cuộc sống luôn bị gò bó trong khuôn khổ. Trường hợp của tôi là công việc văn phòng với tấm bằng đại học. Nên tôi quyết định thoát ra, dấn thân vào thế giới cascader và chưa bao giờ quay đầu lại. Ai cũng bị gò bó trong khuôn khổ, nhưng chỉ ít người quyết định thoát ra. Uncaged.